mở cái bức màn bí mật này ra để xem hai bạn gặp nhau có đúng như cái tưởng tượng của hai bạn đã suy nghĩ hay không. Nào, bây giờ xin mời hai bạn đứng dậy. Rồi, hai bạn cùng nhắm mắt nha. Phương là bước qua bên phải, còn Duy là bước qua bên trái. Ba bước, bước. Rồi, mời hai bạn mở mắt ra. Một, hai, ba. Có giống trong suy nghĩ của em không Phương? Phong cách thì không giống như suy nghĩ của em. Nó hơi rách đúng không? Phong cách nó hơi rách quần jean đúng không? Với cái phong cách này thì em thấy anh này khá là bụi bặm, cá tính. Em xin lỗi anh, thì em cũng không nghĩ anh là một nhân viên văn phòng luôn. Thực ra thì anh em trong văn phòng cũng sẽ không nghĩ là con người ở ngoài của anh lại như vậy. Tại vì thiên hướng của anh nó về nghệ thuật, nó về tình cảm là nhiều. Cái này hơi khen hơi bị rối rối. Chứ nghĩa là sao? Tức là thiên hướng theo nghệ thuật rồi thiên về tình cảm mà lại đi làm công việc văn phòng. Thế tại sao bạn không đi làm nghệ thuật? Đối với em á, công việc văn phòng là cái công việc để nuôi sống gia đình. Còn đam mê thực sự của em á thì về nghệ thuật. Bạn thích cái gì? Dạ, em thích vẽ. Bạn vẽ đẹp không? Dạ, không. Có bức tranh không, mà không bạn thể... nào đã vẽ chưa? Dạ, rất nhiều ạ. Rất nhiều tác phẩm đã được làm, dạ. Có được trưng bày ở trong nhà. Nhưng mà cho Khang hỏi tí xíu là tại sao hôm nay trong cái buổi ra mắt là mình quyết định chọn cái bộ trang phục này, mà không phải là một bộ trang phục theo hơi hướng nào đó, nó nghệ thuật một chút, nó màu sắc một chút, theo đúng cái trường phái bạn yêu thích về nghệ thuật. Không phải là màu sắc, ở đây là nhiều màu mè. Em thích những cái gì đơn giản, một cái gì riêng, một cái gì riêng biệt. Nhưng mà bạn có sợ là cô gái gặp bạn với cái phía trên là ổn rồi đó, nhưng mà phía dưới là nó hơi mát mẻ quá, cái ban quá nó sẽ đánh mất một phần thiện cảm của mình khi mà mình gặp không? Thì nếu như một người phụ nữ mà biết nhìn nhận về tâm hồn thì sẽ không có nhìn về bề ngoài của em như vậy. Cái này cũng là cố tình. Nhiều khi đó là chiêu đông kích tây. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cảm nhận của bạn về cô gái này có đúng là cái đối tượng mà bạn đang tìm kiếm hay không? Trong suy nghĩ của em thì thật sự nó dường như rất là tương đồng. Tại vì nhìn bạn rất nhẹ nhàng, rất nữ tính. Không biết nói gì thêm, chỉ có nhiều đó thôi. Bây giờ nếu như là đối tượng mà Duy mong muốn làm quen, thì Duy có cái gì để thể hiện cái sự tự tin chủ động của mình hay không? Nếu như thật sự mà Phương cảm thấy... Thôi đừng nói nữa, làm luôn đi. Có chị cái gì đó để chứng minh. Chị em thích tặng quà đó, anh tặng cái gì liền cho chị đi. Trên người có cái gì tặng được đâu. Bây giờ nè, có rất là nhiều thứ. Bạn có thể hát nè, bạn có thể làm thơ nè, bạn có thể vẽ lỏng được đó, đây không có gì vậy. Nắm tay, bạn có thể bất làm rất là nhiều thứ để thể hiện tình cảm của bạn đối với cô gái. Em nghĩ anh nên hát đi, hát bài tặng chị. Hát hả? Tại vì bây giờ nhìn người phụ nữ này quá xinh, không còn một cái gì để gọi là sáng tác. Giống như là đây là một tác phẩm nghệ thuật trước mắt mình rồi. Đây là một tác phẩm nghệ thuật trước mắt mình rồi. Trời ơi. Đề bài ra của chúng ta để thể hiện sự tự tin là nãy giờ là chúng ta bị lạc đề đó. Chúng ta nói quá nhiều về cái điều đó. Duy phải thể hiện bằng cái hành động cụ thể thì Duy mới chinh phục được trái tim của cô gái. Đúng rồi, mận liền đi ông anh ơi. Anh xin phép được nắm tay em. Rồi. Cái cảm giác mà em thấy là sự ấm áp, thì xin hãy cho anh cơ hội để anh thể hiện. Anh hứa với em là cuộc đời của em sẽ rất nhiều màu sắc, giống như những tác phẩm anh tạo ra. Và thật sự em là một tác phẩm nghệ thuật anh thấy trước mắt. Cho anh một tràng pháo tay đi.